Thưa quý vị và các bạn, sông Cầu với phòng tuyến Như Nguyệt ghi dấu ấn lừng lẫy suốt cả nghìn năm, nơi khơi nguồn cho dòng cảm xúc bất tận của thi ca nhạc họa đang dãi chết. Nước đổi màu, hôi tanh và cá chết hàng loạt, người dân tột độ hoang mang, trong khi đó thì đến cơ quan quản lý về môi trường cũng phải liên tiếp ra công văn cầu cứu. Gần đây nhất thì Sở Tài nguyên Môi trường của Bắc Giang đã gửi công văn lên Bộ Tài nguyên Môi trường về việc xem xét giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm sông Cầu ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt tại địa phương. Vâng, vào năm 2016 thì Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có một kết luận rất cụ thể về nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường sông Cầu. Tuy nhiên từ đó cho đến nay thì sau kết luận thì mọi sự không được giải quyết triệt để và tình trạng sông Cầu đang ô nhiễm nặng hơn, đang là báo động đỏ về sự việc này. Đây là tình trạng ô nhiễm của sông Cầu vào năm 2016 tại địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Nước sông đen đặc, bốc mùi hôi thối. Con sông bị đầu độc bởi nhiều nguồn nước thải. Người dân sống chung với dòng sông chết này bao năm, bất lực chịu cảnh ô nhiễm. Cái nguồn nước này ngày trước là dân, mọi người dân còn tắm, giặt, gánh nước về ăn, những nhà chưa có giếng. Nhưng nay con sông Ngũ Huyền Khê đến bây giờ trở thành con sông, chúng tôi cảm giác là nó là con sông chết. Bởi lẽ là hôi thối ngấm cả vào những nguồn nước mạch của những bà con đã khoan mất công khoan giếng. Từ khi mà cái nước thối này một cái là coi như thế là phải làm hết các cửa, phải kín hết. Rồi mà tối ngủ đắp chăn đeo khẩu trang vẫn mùi thối. Thế mà chúng tôi sống đây quá khổ. Mà dân cứ bảo làm đơn không biết hàng bao trăm cái đơn nhưng mà không ăn thua gì cả. Năm 2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thành lập đoàn công tác để kiểm tra thực tế tình trạng ô nhiễm trên sông Cầu và đã chỉ rõ nguyên nhân của tình trạng ô nhiễm. Đoàn công tác chỉ ra nguyên nhân chính làm ô nhiễm nước sông Cầu tại đoạn giáp ranh giữa Bắc Giang và Bắc Ninh, đặc biệt vào mùa khô là do tiếp nhận nước sông Ngũ Huyện Khê đã bị ô nhiễm chảy vào. Sông Ngũ Huyện Khê là nơi tiếp nhận nước thải của các cơ sở sản xuất không được xử lý, xả thải thẳng ra sông, làm nước sông bị ô nhiễm nghiêm trọng. Đặc biệt, nước thải của các cơ sở sản xuất giấy thuộc làng nghề tái chế giấy xã Phú Lâm, huyện Tiên Du và làng nghề tái chế giấy Phong Khê, thành phố Bắc Ninh. Còn đây là những hình ảnh hiện tại của con sông Cầu, đoạn chảy qua huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Những ngày không bị xả nước thải từ sông Ngũ Huyện Khê, tỉnh Bắc Ninh, thì bằng mắt thường, nước con sông này không có gì đặc biệt. Nhưng vào những ngày xả thải, con sông này trở thành dòng sông đen. Sông Cầu hiện nay thì theo phản ánh của người dân và qua theo dõi thực tế của chúng tôi thì dòng sông thỉnh thoảng là có màu đen. Qua xác minh thì thấy cái việc là cái xả thải của bên Bắc Ninh và người dân thì phản ánh là tự cái khu vực cống Dốc Đặng thuộc khu vực làng Giấy Đống Cao xả ra, là họ thường thì xả vào ban đêm. Nếu như mà quá trình xả của họ mà nước thủy triều xuống thì cái việc màu đen của khúc sông này thì sẽ sớm kết thúc. Nhưng nếu như gặp thủy triều lên thì có thể là nó sẽ ngưng tụ vị trí này vài ngày. Chính vì vậy là cái nguồn thủy sản đây gần như là không còn nữa. Ở hiện nay nếu sống được chỉ còn lại cái con ốc bươu vàng sống được. Với tình trạng ô nhiễm trầm trọng của dòng sông Cầu, ngày 4 tháng 5 năm 2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có công văn số 1555 gửi Ủy ban Nhân dân hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang về việc giải quyết ô nhiễm môi trường nước sông Cầu tại đoạn giáp ranh hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh. Tuy nhiên, dù nguyên nhân gây ô nhiễm sông Cầu đã được tìm ra, công văn chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có. Nhưng việc giải cứu dòng sông này đã không được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh cùng chính quyền địa phương vào cuộc rốt ráo có trách nhiệm. Bởi vậy, nhiều năm sau kết luận, người dân vẫn khản giọng kêu cứu, cá vẫn chết trắng và dòng sông giờ đang trong tình trạng bất ổn. Môi trường sông Cầu thì tỉnh Bắc Giang cũng đã kiểm soát các cái nguồn thải ra sông Cầu. Thế còn về khó khăn về giải quyết cái sông Cầu này thì do vấn đề liên tỉnh, đâm ra về cái thẩm quyền giải quyết thì nó nguồn thải của các tỉnh bạn thì là do các cái nguồn thải thì là do các tỉnh Bắc Ninh người ta kiểm soát, người ta kiểm tra đánh giá các nguồn thải. Còn về tỉnh Bắc Giang thì cũng đã làm hết cái
kiểm soát được hết tất cả các cái nguồn thải chỉ thải ra sông cầu. Các văn bản kêu cứu vẫn được gửi đi, con sông cầu vẫn ngắc ngoài. Người dân khu vực con sông này vẫn hàng ngày sống khổ sở với ô nhiễm. Người dân không mong muốn các cơ quan chức năng, đặc biệt là Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh và Bộ Tài nguyên Môi trường giải cứu dòng sông trên giấy, mà cần những động thái cụ thể, quyết liệt trên thực tế.